Cái thị trên em đây là chiếc Rebel nè, 150. Nó xài kính nước á, hàng nhập khẩu á. Này đời nhập khẩu đúng đời đầu. Xe máy nổ nè. Xe máy nổ cực kỳ êm nha. Còn cái quạt nước là nó nóng nên nó mới quay nha. Xe nhìn đẹp nè. Anh em là muốn xem hoặc là muốn xem xe là tới địa chỉ 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Số điện thoại là 0369 669 659. Cái giá em bán là 29.500.000 nha. Thì đeo 150 kích nước nha. Xe này là xe đẹp luôn. Đèn LED nè, đèn LED sáng, cực kỳ sáng nha. Hiện tại là máy đang nổ nha. Nó là 150 kích nước. Máy nổ cực kỳ chuẩn luôn, rất là êm. Máy nổ đó, đồng hồ này. Bữa có mấy người dặn em á là có thì bèo 150 kích nước là giờ là có rồi nè. Đèn LED trước, đèn sáng thì xe này mua về chỉ có chạy thôi. Bình xăng là chủ nó thay một bình xăng nè, do bằng xăng xịn nè. Nổ cực kỳ êm, một bình xăng là nó đều hơn, chạy nó ít thôi xăng hơn. Còn hai bình xăng là nó khó chỉnh, nổ nó không có được đều. Xe này bô bọng là nhìn đẹp luôn nè. Tiếng máy là cực kỳ êm. Bánh biết là nhìn còn đẹp. Cái này là 150 nha. 150 kích nước nè. Đó, đồng hồ nè. Nhìn rất là đẹp. Có gì anh em xem và đăng ký kênh nha, để theo dõi nhiều chiếc xe đẹp hơn. Như hôm bữa có chiếc xe hạt lay em về em bán liền à. Chiếc này là 150 nha, cc nha. Cái này là có kích nước này, được nhiều người ưa thích làm xe này lắm. Máy cực kỳ êm, nổ như xe hơi bồn của hai. Xe này còn mới chín mấy phần trăm nữa. Anh em nào mua thì tranh thủ nha, gọi điện cho mình số là 0369 669 659 nha. Vì bên em bán xe nó giá nó dễ mua lắm, mình có xe về là có nó cò lái nó tới nó lấy liền à. Anh mua là tranh thủ nha. Rồi anh có gì anh em đăng ký kênh nha, để theo dõi. Bên em rất là nhiều dòng xe lắm, về nhiều dòng xe đẹp lắm, lạ nữa. Cái gì đăng ký kênh đi để theo dõi nhiều dòng xe.